Gia đình Siro Messi Pila chào tất cả mọi người. Siro vừa mới xong giờ ăn. Bây giờ là đến giờ ngồi chơi, xây nước. Chó luôn luôn được ăn trước, chủ còn chưa được ăn. Siro đang chờ cái đống đồ chơi về cho ba đứa chơi, mà đống đồ chơi cao su vẫn chưa về. Tính là sẽ kiếm cái đồ chơi cao su để cho chúng nó chơi cho nó bền. Thì mọi người ai mà có quan tâm đến mấy cái món đồ chơi cho chó để cho nó bền ấy, thì mọi người chờ. Mình sẽ cho mấy con của nhà nó chơi. Nếu mà cái đồ chơi nào ấy mà nó tồn tại được 1 tuần mà nó vẫn còn nguyên với ba cái thanh phá này, thì có thể coi đấy là cái đồ chơi vĩnh viễn với những con chó khác. Bởi vì là chơi là Pila rất là phá đồ chơi. Nếu mà Messi với Siro này thì chơi thì thoải mái. Đây là cái cục đồ chơi còn sót lại của một cái cục xương cao su. Siro với lại Messi chơi cả năm chẳng hỏng, nửa năm không hỏng. Pila về một cái là còn mỗi chỗ, mỗi miếng một chỗ. Đấy là nếu mà như bình thường những cái món đồ chơi này cứ coi như nó là đồ chơi vĩnh cửu dành cho chúng nó. Thì hai cái món đồ chơi cao su ấy thì Messi với lại Siro chơi chán không hỏng, nhưng mà Pila về nhà mấy hôm cái là sau khoảng được tồn tại được khoảng tầm quả bóng tồn tại được khoảng tầm 2 tháng. Còn cục xương thì tồn tại được khoảng tầm 5 tháng là Pila đã phá xong. Gọi là siêu phá đồ chơi. Nhưng mà như thế cái thời gian tồn tại của đồ chơi như vậy với Pila thế là tốt lắm rồi. Để xem cái lô này lấy một cái loạt đồ chơi này xem là nó có tồn tại được không. Mấy cái món đồ chơi cao su ấy mà lúc trước mà mua cho chúng nó để mà tồn tại được lâu ấy là toàn 400 với 500 với 600 một món đấy mọi người. Nếu mà bình thường với nuôi một con, hay là có thể nuôi nhiều con mà chúng nó chơi không theo cái kiểu phá như là Pila, thì những món đấy có thể nói là món vĩnh cửu, chơi mãi không hỏng. Bởi vì là khi mà ai mà đã từng mua đồ chơi cho chó thì mọi người mới biết được là mấy cái món mà vài chục 100 mà người ta hay bán ở bên ngoài bình thường ấy, mà bán đa số ấy, thì bọn chó con chơi được thôi. Chứ còn nếu mà như chó to nữa nó chơi thì cho chúng nó để cho mua mấy cái món đấy về cho chúng nó chơi thì vừa tốn tiền vừa bực mình. Bởi vì sao? Bởi vì cho nó chơi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cái sau đấy phải đi dọn vì nó cắn nát hết ra rồi. Cho nên là cái việc mà chọn cái đồ chơi cho cái giống rốt này, những cái con mà nó ham chơi, có cái đồ chơi cho chúng nó để cho chúng nó đỡ buồn và đỡ gặm linh tinh, cũng là cả một vấn đề đấy mọi người ạ, chứ không phải là cái đồ chơi nào cũng dùng được đâu. Với chó cảnh thì nó đơn giản, độ phá nó không có phá đồ như là bọn này. Bọn này cái răng của nó rất là khỏe đấy, nhìn cái hàm răng của nó như này mà. Đây, Pila nhà răng ra để anh xem tí. Đấy, cái răng của Pila to bằng cái ngón tay cái luôn, to bằng ngón tay cái, răng hàm với nanh. Mà khi mà chúng nó cắn, chúng nó chơi mà chúng nó cắn theo kiểu là cắn thẳng thì nó đồ chơi cao su là nó không bao giờ hỏng được. Nhưng mà chơi theo cái kiểu của Pila là Pila cắn phá, là Pila cắn là cứ cắn phát chéo. Nào, cầm ra đây nào. Nào, thôi có mỗi cái cục đồ chơi bé tí, đứa nào cũng muốn tranh.
Nếu là Siro với lại Melsi chơi thì thoải mái. Villa chơi, Villa là ngốn đồ. Villa chơi là đồ, phải là đồ siêu hit, siêu hit. Xịn, Villa chơi vẫn cứ hỏng. Nhưng nó được lâu, đồ tốt thì nó được lâu. Có thể 3 tháng, 5 tháng nó mới hỏng được. Còn nếu mà cũng là cái những cái món đồ đấy mà cho Siro với lại Messi chơi thì cứ vĩnh viễn chẳng hỏng, chơi mãi quả bóng với lại cục xương. Mà Pila về mà phát là được mấy bữa, được mấy tháng, cũng được mấy tháng. Chỉ phá là giỏi thôi. Một lần Pila phá là anh tốn hơn mấy trăm. Đợt này sẽ thử cho chúng nó mấy cái món, bởi vì là tại sao nên cho cái đồ, những mấy cái đồ chơi đấy cho chó nó gặm. Một là nó sẽ không gặm linh tinh. Con chó nó không gặm linh tinh các cái đồ bằng gỗ rồi bằng sắt. Hai nữa là cái việc cho mấy chơi mấy cái món đồ chơi đấy là nó gặm giúp con chó nó sạch răng. Ở Việt Nam chúng ta thì khá là lạ lẫm với lại cái việc đánh răng cho chó. Những người nước ngoài châu Âu hay là Nhật hay là Hàn, là mấy nước phát triển ở châu Á thì cái việc đánh răng cho chó không phải là việc lạ lẫm mọi người nhé. Nhưng chúng ta thì không có cái thời gian, chúng ta làm việc đấy rất ít. Và làm việc ấy thì nó cũng mất công nữa. Thực ra để cho con chó nó sạch răng ấy thì cho gặm mấy cái món đồ chơi theo cái kiểu như thế là chính là cái cách để làm cho con chó răng nó sạch. Nó sạch răng thì cái hơi thở nó không có hôi là một. Cái thứ hai nữa là cái răng miệng nó cũng sạch, con chó nó đẹp. Và nó cũng là một cái là để cho chúng nó gọi là vui chơi giải trí. Mình sẽ thử mấy cái món đồ này trước xem nào dùng nó như thế nào. Nếu mà các cái món đồ nó đều trụ được 10 ngày thì lúc đấy có thể là ai mà có cần mua thì mình sẽ ship cho, bán luôn. Nhưng trước tiên phải dùng đã, xem mà nó có chịu được độ phá của mấy thánh phá của nhà không đã. Nếu mà với mấy đứa của nhà mình mà nó dùng mà nó tồn tại được ấy, thì mọi người cứ yên tâm là chó của mọi người cứ dùng cả đời chẳng hỏng. Bởi vì cái độ phá của chúng nó là rất là, độ tàn phá nó rất là cao. Mấy cái món đồ chơi mà nhiều người phải chơi được cả tháng thì ở nhà này, mà mấy cái món đồ chơi rẻ rẻ thì nó chỉ khoảng tầm 30 phút sau là cho nó chơi 30 phút, là sau đấy là chủ ra dọn rác rồi. Ok, hôm nay quay một cái đoạn ngắn để trò chuyện cùng với mọi người tí, chứ không phải nhiều người là thích ngắm chó mà thì cũng cứ hóng hàng ngày để có video để xem. Nó cứ các video của mình thì nó có video của trại Rottweiler Gavi thì những trừ những video hướng dẫn ra thì toàn là video quay ngắm chó chơi, mang cái tính chất gọi là theo dõi chúng nó hàng ngày vậy, theo kiểu như vậy. Nên là ai mà không yêu chó thì chẳng có xem đâu, ai mà yêu chó thì mới xem. Hôm nay thì nói chuyện trước với mọi người về cái đồ chơi cái đã đặt cái công ty sản xuất rồi, và họ cũng đã báo là họ ship hàng rồi, chắc có lẽ là sẽ thứ hai là sẽ nhận được. Đồ chơi tiêu chuẩn châu Âu, an toàn, đồ chơi cao su và phải là cao su tự nhiên. Chứ còn nếu mà mấy cái đồ bằng polymer rồi bằng các cái theo kiểu gọi là cao su tổng hợp thì không chịu nổi nhiệt với Rottweiler đâu, chứ nó phá 3 hôm bung luôn. Để chờ xem, đặt mấy chục món cho chúng nó chơi rồi sẽ theo dõi cho nó đồ chơi về, sẽ quay video để cho mọi người xem, rồi mọi người cùng theo dõi xem là cái đống đồ chơi mua về cao su đấy nó tồn tại được thời gian bao lâu với lại mấy đứa. Pila nào, Pila.
À đấy, lại phát sinh. Nói đến phát sinh tại sao là gấp gáp mua đồ chơi? À, là bởi vì là Pila thèm chơi quá. À, gặp mấy cái đồ linh tinh là không biết nuốt vào cái gì. Đang thì phát sinh mấy hôm nay là ăn vào là hôm thì không sao, hôm thì ăn vào nôn. Ăn vào nôn là bởi vì là ở trong bụng là đang có một cái gì đấy. Có thể là nó chui xuống ruột rồi, có thể là sợi dây hay là một cái gì đấy. Cái đấy là cái mà sẽ phát sinh và khi mà chúng ta nuôi những con chó nó nghịch. Nuốt phải một cái dị vật gì đấy là cái con chó nó sẽ, một là nó sẽ ra cái tình trạng là ăn vào nó nôn ra đồ ăn. Hai là vệ sinh phân nó sẽ không khuôn. Và sức khỏe mọi thứ, tất cả mọi thứ của chúng nó là hoàn toàn bình thường. Thì đấy là chúng ta hãy nghĩ đến cái trường hợp là con chó nó nuốt phải một cái dị vật gì đấy, rất nhiều thứ nó có thể nuốt phải, vài cái sợi dây, túi ni lông mà nó cắn ra, thành ra dạng sợi rồi nó nuốt vào, rất nhiều thứ với những con chó nghịch. Cho nên là lại phải đầu tư tiếp một phát đồ chơi đấy cho chúng nó đấy, để nó đỡ cắn linh tinh. Hy vọng là vài ngày nữa Pila sẽ, những cái đồ Pila nuốt vào bụng là Pila sẽ cho được ra ngoài. Khi mà con chó nó nuốt phải dị vật thì tùy dị vật gì mọi người nhá. Nếu mà dị vật cứng nó gây xuất huyết này kia thì có thể là nó nguy hiểm, là chúng ta sẽ phải cho con chó đi chiếu chụp gì đấy. Và để lấy, có thể là sẽ phải phẫu thuật để lấy cái dị vật đi ra. Nhưng nếu mà cái dị vật chúng ta theo dõi mà